Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 2NT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái event mới này nha. Wow, hôm nay cái số mình khá là hên luôn các bạn à. Nó cho mình một lần quay mà nó cho đi có một bước một à. Hay ghê luôn. Đây, chúng ta sẽ đầu tiên là mình sẽ lấy cái con VR nha các bạn. Hai tay rất là khoái cái con đẳng cấp VR này và chúng ta sẽ tìm cách để lấy em nó về tem. Ô la la, ba bước vừa đủ luôn. 1, 2, 3. Yeah, được một mảnh rồi nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lết lên. Wow. Ô và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh 2NT Channel thì hãy cho 2NT một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông cái bên nút đăng ký lên. Để 2NT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên nào. Oh my god, hết điểm rồi. À, chúng ta có thể thu hoạch vàng để có thể kiếm thêm điểm để chơi event. Wow, mình lên level 64 rồi. Cái gì đây? 12 mà điểm. Ok, cái này không cần thiết cho lắm. À, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm điểm thêm nào. Wow, lên level cũng rất là nhanh luôn. Mới đây lên tới 64 rồi. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái bé rồng đáng yêu. Con này thì rất là dễ thương luôn. Bé này là lửa băng. À, sự kết hợp giữa hai hệ đó chính là hệ lửa và hệ băng ra một cái em rất là sói ca. Wow, mình sẽ nâng level lên cho cái bé lửa băng này nha. Cost có nghĩa là lạnh đúng không nè. Bé này thì mình sẽ đặt tên cho nó luôn và cho nó lên tầm level 15 nha mọi người. Và các bạn thích 2NT làm về cái con rồng gì thì hãy comment xuống bên dưới video nha. 2NT sẽ làm thêm nhiều cái bé rồng mới cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi tên nó là lửa băng. Wow, em này là có vẻ rất là ngầu luôn. Hệ băng nhưng mà lại có lửa. Rồi, thử nào, hôm nay 2NT sẽ đem nó đi đại chiến thử nha các bạn. Baby à, em biết chú mặc dù chỉ là cấp C thôi nhưng mà chú rất là mạnh mẽ. Đây, cho anh đại của chúng ta ra. Action. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu. Và bây giờ 2NT sẽ đại chiến cho các bạn xem. Anh bạn lửa băng của chúng ta, cái gì? Mới ra thôi bị quýnh tắt thở rồi hả? Chưa kịp chào hỏi gì hết, tên bạn đã sử dụng tuyệt kỹ. Sức đam rất là khủng khiếp. Wow, bây giờ thì mình sẽ đáp trả lại nè. Cầm cục lửa, chọi thẳng vô mặt luôn. Wow, đây là kinh công. Một trong những con heroic rất là đẳng cấp. Các bạn thấy cái người nó không được bọc một cái lớp vàng rất là óng ánh luôn. Wow, dưới chân còn đeo thêm 6 viên ngọc nữa. Rồi, cánh quạt xây tròn đến từ robot. Chúng ta sẽ có hàng tấn sát thương dành cho cái con công ca này. Ô la la, anh đại. Ngựa bay, còn ngựa là ngựa trời hay các bạn. Chú ngựa này biết bay. Wow, ôi, cây đèn thần của mình hổ báo quá cơ. Ôi, nó xuống sát một hit một luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của bé lửa băng nha. Mình sẽ xài tuyệt chiêu băng trước nè. 3000. Trời ơi, mình chưa thấy nó quýnh cái gì luôn mà thấy tem bạn mất máu rồi. Wow, hai anh hài này thật giống như hai anh hề vậy. Oh my god. Hiệu ứng khá là đẹp mắt, hai bàn tay lửa. Wow, và có một cái bộ phim đã mới ra các bạn à, đó là bộ phim Joker. Anh hề này giống như là hề sát thủ vậy, siêu quậy phá luôn. Một trong những cái bộ phim đang làm đình đám hiện nay. Okay, bây giờ thì dứt điểm cái bé này trước nè. Chết rồi anh ơi, nguy hiểm, sai sót rồi. Đáng lẽ đó là cái con
Mitchie này sẽ được đam với các anh bạn chiến binh băng này. Đây là quá sai lầm rồi. Cố lên anh ơi, đây là cái chiêu đam cao nhất của anh đấy. Ôi trời ơi, tiêu tôi rồi. Wow, mạnh dữ người ta. Mình không tin là mình bị quân sắp mặt rồi. Không tin đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đổi. Lần này sẽ gặp một cái đội hình bớt khổ báo hơn. Đầu tiên là ông già và hai con Herrick level 31. Và chúng ta sẽ chào đón xem tên bạn làm được điều gì. Sức mạnh bao nhiêu? Ok, 4 sao vàng. Sở hữu một cái nguồn sức mạnh rất là ghê gớm rồi. Mình chỉ có một sao thôi mà mình mạnh như vậy rồi. Còn tên bạn thì 4 rồi luôn các bạn à. Bay liền. Trời ơi, thổi như vậy mà thằng nhỏ không tắt thở. Thấy chúng ta có ông đệ không bằng mình. Bao nhiêu ông đệ ông mạnh quá cơ. Wow, 31 luôn. Đam ít ít thôi anh ơi. Em có 32.000 máu ha. Đi từ đâu quá man. Cái gì vậy nè. Không thể tin được luôn các bạn ơi. Mình hôm nay mình quýnh bị người ta quýnh cho sắp mặt luôn. Đau lòng quá cơ. Hôm nay gặp phải cao thủ rồi. Ok, hôm nay tôi sẽ tiếp tục mang cái bé băng của mình ra. Bé yêu đâu rồi. Đài lửa băng. Nãy giờ nhỏ chưa xài được chiêu lửa luôn á. Hôm nay không thể tin được là HNT bị ăn hiếp gọi là một cách thê thảm. Có hai cửa nhẹ nhàng thôi mà bị người ta quất bấy cháy luôn. Wow, đi. Chắc có lẽ là mình lên level cao cho nên nó là gặp phải những cái đối thủ khá là ghê gớm các bạn. Action. Oh, hàng gục được một em rồi, bây giờ tới em Miss. Wow, cậu này sao mà râu tóc ghê vậy. Râu tóc dài tới mức mà không để tự nhiên được mà phải cột cột lại. Và hình như là mọi người nói con này có áo mới đúng không? Wow. Áo mới các bạn ơi. Chúng ta có một cái chiếc áo rất là đẹp luôn. 29 còn thiếu một level nữa. Bây giờ mình sẽ vào cái khu vực này mình quậy cho vui xíu nha. Ôi con rồng mới level 40 kia. Wow. Đây sẽ mang anh Đại vào team mới được. Lần này đại chiến với những em level 40 cho nên mình sơ sẩy là mình sẽ bị xem bạn nó xây sở liền. Nó quýnh mình sắp mặt luôn á. Wow, còn 203 giọt vẫn hộ báo. Này cho chú về trường mẫu giáo và hộ báo luôn nè. Ô, con rồng gì lạ vậy. Oh my god, lần đầu tiên anh ta thấy cái con rồng này luôn các bạn à. Wow. Mình là mình thấy mình cầm cự không nổi rồi cho nên HNT quyết định đó là phải nhờ tới chiến binh ra. Wow, thổi bay. Oh my god, đồng tiên chớp à. Tia chớp nè, còn 12k đúng không? HNT sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của cái baby tiểu thư. Tiểu thư à, cố lên phát coi nào. Yeah, sau một hồi đại chiến vất vả, chúng ta đã giành được chiến thắng rồi. Oh my god, tiếp tục luôn. Trận này mình gặp phải một con cá mập. Cá mập mặt thệ luôn rồi các bạn xem. Chúng ta sẽ xúc con cá mập này như thế nào. Oh my god, mình mạnh dữ rồi ta. Wow, và đây là chú cá mập. Cá mập rất là mạnh mẽ. Khủng long cá mập luôn. Cái chân giống khủng long, đuôi giống khủng long mà cái đầu thì cá mập. Wow, bé này được đam với mình. Nhưng mà lượng đam không phải là ghê gớm lắm. Mình đủ sức để cân đấy. Ok, chúng ta sẽ nhả nhẹ luôn nè. Wow.
Win các bạn à, quá tuyệt vời. Wow, sau một hồi đại chiến thì kết quả chúng ta đã giành được chiến thắng. Ok, và các bạn ơi, ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy cho HNT một subscribe nha. Và hãy đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui. Và hiện tại thì HNT đã leo lên cái mức mà chúng ta sử dụng được con Hero X rồi. Yeah. Chúng ta đã sử dụng được những con heroic của mình rồi các bạn à. Lần này thì có cả chiến binh luôn. Bass hơi nhẹ nha. Đây. Lần này ông địa bụng bự có thể thể hiện rồi. Ôi, nhưng mà những con này nó down với ông địa mình á. Không sao, có baby quá khứ ở đây chắc có lẽ là có thể đủ sức để gánh gồng tem. Burger 14k. Mình không biết mình quýnh nổi 14 không. Thử xem nào. Ô, hai ngôi sao mà quýnh gì kỳ vậy anh hai. Anh hai ngôi sao mà anh quýnh gì thảm dữ vậy. Nguy hiểm các bạn ơi. Lui về. Wow, chỗ này level 33 luôn. Nhìn cái mặt khá là căng. Trời ơi, vẫn ngầu như bà bầu luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ chào đón với cái con gì đây? Wow, Fanny, Fancy hả? Mình được đam luôn nè. Yeah, tuyệt vời khi chúng ta vừa có một màn dứt điểm vô cùng đẹp mắt. Victory nữa rồi. Và video này cũng khá là dài rồi. Và tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.